những cánh sen Đồng Tháp liên tục cất cánh. Hàng triệu đô la Mỹ ngoại tệ gửi về quê hương. Tay nghề và tác phong ngày càng vững vàng. Một hành trình cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Hành trình ấy mở ra một trang mới cho lao động Đồng Tháp trong tình hình mới. Từ sau hội nghị tổng kết công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2014 tới năm 2016, triển khai kế hoạch giai đoạn 2017-2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh kế hoạch tổng thể về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng. Công tác thẩm định đơn hàng tại nước ngoài được lãnh đạo tỉnh và Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm. Thị trường chủ yếu hướng đến là Nhật Bản với nhu cầu về số lượng lao động lớn, phục vụ các dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm, làm việc tại các sân bay. Sau thẩm định lựa chọn, công tác tuyên truyền về đơn hàng, nhu cầu tuyển, điều kiện cụ thể và các chính sách đi kèm được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh triển khai sâu rộng tới cơ sở với sự hỗ trợ nhiệt tình của các ngành, mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể. Bằng nhiều hình thức, phổ biến tuyên truyền trực tiếp tại nhà, thông qua các phiên giao dịch việc làm, thông qua xe qua cổ động, loa phát thanh và thông qua sóng truyền hình cho nhân dân và người lao động trên địa bàn biết tham gia. Nội dung, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới. Đối tượng tuyên truyền được tập trung chủ yếu là bộ đội xuất ngũ, học sinh đã qua đào tạo nghề, sinh viên mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng chưa tìm được việc làm. Bên cạnh tuyên truyền mang tính phân luồng, hướng các bạn học nghề hoặc tham gia làm việc ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ Việc làm còn tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của tỉnh cho thực tập sinh khi tham gia xuất cảnh sang nước ngoài làm việc, như hỗ trợ vay vốn tín chấp, hỗ trợ học phí, tặng học bổng, tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước, tư vấn khởi nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức 624 buổi tuyên truyền, có hơn 70.000 lượt người tham dự. Qua đó, tiếp nhận 12.168 người đăng ký tham gia. Trong đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tổ chức 55 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 15 phiên chuyên đề xuất khẩu lao động, có gần 40.000 lượt người tham gia. Thường xuyên cập nhật thông tin trên website xuất khẩu lao động Đồng Tháp.com, học nghề việc làm.com và các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, các nội dung về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác tổ chức đào tạo ngoại ngữ, pháp luật và giáo dục định hướng đối với các thị trường lao động luôn được duy trì và phổ biến sâu rộng nhằm trang bị kiến thức cần thiết cho lao động trong quá trình phỏng vấn làm việc sau này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về số lượng và chất lượng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm luôn duy trì nguồn lao động dồi dào với nhiều ngành nghề khác nhau. Khi các nghiệp đoàn có nhu cầu, Trung tâm Dịch vụ Việc làm luôn đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng. Dù sơ tuyển tại Đồng Tháp hay tuyển chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì mỗi đơn hàng, lao động Đồng Tháp đều trúng tuyển với số lượng lớn. Về phía các nghiệp đoàn cũng rất hài lòng với sự phối hợp của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Việc học tập, sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn được đảm bảo tốt nhất để các bạn thực tập sinh có thể an tâm trau dồi kiến thức về pháp luật, ngôn ngữ cho bản thân. Với thông điệp "Hôm nay các em tự hào về quê hương, ngày mai quê hương tự hào về các em", nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Dương cũng dành rất nhiều tâm huyết cho công tác này trong suốt thời gian lãnh đạo tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phạm Thiên Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cũng rất quan tâm đến công tác tổ chức đưa thực tập sinh sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Ba Lan, xem đây là nền tảng quan trọng để Đồng Tháp có được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển trong thời gian tới. Hàng năm, lãnh đạo tỉnh cũng dành thời gian sang thăm hỏi, tìm hiểu môi trường làm việc, cũng như kịp thời khích lệ, động viên các bạn thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều này đã phần nào thể hiện sự đặc biệt quan tâm
động viên rất lớn với thực tập sinh tại nước ngoài. Sau khi 3 năm sống và làm việc ở Nhật thì em trau dồi rất được nhiều, rất là kinh nghiệm sống của người Nhật và làm cách làm việc của người Nhật. Mục tiêu đặt ra của tỉnh và đồng thời đáp ứng được cho nghiệp đoàn thì đòi hỏi ở tỉnh chúng ta cần phải có những cái chỉ đạo sát sao hơn, nhanh hơn về cái hướng nghiệp cho các em, rồi đào tạo ngoại ngữ cho các em để cái hành trang của các em lên đường qua đây tiếp cận được những cái thông tin trong cái cuộc sống hàng ngày và các em tiếp cận trong cái lao động việc làm của mình. Ở Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Việc Làm cùng với các đơn vị tuyển dụng đào tạo cũng thường xuyên duy trì mối liên lạc qua mạng xã hội Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh những bất cập, phối hợp giải quyết các sự cố phát sinh để thực tập sinh an tâm làm việc. Thì bên đây thì công ty họ tuân thủ các quy định rất là chặt chẽ. Hy vọng là sau cái tình hình dịch bệnh này thì nền kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi trở lại, thì tụi em sẽ tiếp tục quay trở lại Nhật làm việc, tại vì công việc và cái điều kiện sống ở đây rất là tốt. Công ty vẫn tạo điều kiện rất tốt cho bọn em. Hàng năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức gặp gỡ gia đình có con đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để lắng nghe những đổi thay, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình. Thường xuyên tổ chức đoàn thăm hỏi gia đình, nhất là các gia đình có nhiều thành viên tham gia đi làm việc ở nước ngoài. Nói chung thì mình nếu mà không có hai đứa con mà đi xuất khẩu lao động ở Nhật thì nói chung là không bao giờ mà vợ chồng tôi cắt được cái nhà. Đó là thật sự. Nếu mà cái nghề của tôi thì giờ thì lớn tuổi rồi, bà cũng lớn tuổi, mấy đứa nhỏ thì đặc dụ nó không đi Nhật thì nó làm đủ nó sống thôi. Hoặc nó có vợ sớm thì nó đủ nuôi vợ nó thôi, không bao giờ mà cắt được cái nhà đâu. Thấy bản thân nó chững chạc hơn hồi còn ở nhà. Thấy nó cũng nề nếp, thấy nó sống hình như có khác hơn ở nhà. Ở nhà làm gì mình dạy nghiêm khắc bằng đi làm được. Điểm chung của hầu hết các gia đình đều đã thoát nghèo, nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần. Quan trọng hơn là thấy được sự trưởng thành của con em sau thời gian rèn luyện tại môi trường làm việc hiện đại, tiên tiến. Sau 3 năm làm bên Nhật thì em làm ở bên thi công cốt thép, là em làm bên thi công nền móng nhà. Em học được từ nước Nhật từ rất nhiều, từ tác phong làm việc tới kỷ luật trong công việc và những nguyên tắc của bên Nhật như là đổ gác hay là về lối sống hàng ngày. Đầu tiên thì công việc ở bển thì nó ổn định, cái môi trường làm việc thì nó chuyên nghiệp, mọi người thì rất là hòa đồng, nhất là người Nhật họ kiểu mà họ chăm sóc mình từng ly từng tí luôn. Sắp tới chắc em sẽ chọn đi xuất khẩu lao động Ba Lan một lần nữa, tại vì em nghĩ chỉ có đi nước ngoài mới có thể giúp mình phát triển bản thân mình hơn. Nhờ em có việc em chọn đi xuất khẩu lao động nên gia đình em đã phát triển hơn, phát triển cả gia đình em mà bản thân em luôn. Đây là công ty Quang Vinh Food, nơi chuyên sản xuất các sản phẩm trái cây sấy. Ông chủ của công ty này là người đã khởi nghiệp sau 3 năm làm việc tại Nhật. Bằng kiến thức học được tại Nhật, kỹ năng làm việc, kỹ thuật chế biến, anh đã mạnh dạn đầu tư để vừa ổn định thu nhập cho bản thân, vừa giúp địa phương giải được bài toán đầu ra cho nông sản địa phương. Trong thời gian mà học tập ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình đọc rất là nhiều sách. Và với ý định là gì? Muốn làm cái gì đó cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho quê hương mình. Ở Nhật 3 năm thì trước hết là mình học được cái phong cách tác phong làm việc của người Nhật và cái kinh nghiệm làm việc của họ, là với đối với người Nhật thì chất lượng sẽ làm nên thương hiệu. Tính đến cuối năm 2019, có 51 lao động mở cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút khá đông người lao động ở địa phương vào làm việc. 17 lao động tham gia dạy tiếng nước ngoài tại trung tâm và các cơ sở dạy nghề khác. Số lao động còn lại không tiếp tục tham gia đi làm việc ở nước ngoài thì được giới thiệu làm việc tại các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng. Người lao động có bằng N2, N3 thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Từ năm 2017 đến nay, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về số lượng và chất lượng. Các thị trường có thu nhập cao, việc làm ổn định, ngày càng được nhiều lao động tham gia. Tính từ năm 2014 đến nay,
toàn tỉnh đã có 8.652 lao động đã xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, về nước 2.958 lao động, trở lại Nhật làm việc 431 lao động, có gần 100 lao động khởi nghiệp kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, số lao động đang theo học ngoại ngữ, giáo dục định hướng và trúng tuyển chờ xuất cảnh là 1.459 lao động, trong đó Nhật Bản là 1.409 lao động. Xuất khẩu lao động là một trong những cái chương trình trọng điểm của tỉnh, đã góp phần giúp cái an sinh, việc làm, đặc biệt là cho người dân ở khu nông thôn rất lớn. Mỗi năm thì chúng ta đưa hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản. Thì ngoài cái tài chính, kinh phí mà các em tích lũy được, thì các em được tiếp cận với một cái môi trường xã hội rất là tiên tiến, hiện đại, rồi trong cái kỷ luật lao động và cái phong cách làm việc ở những cái nơi chốn người ta văn minh, người ta hiện đại, thì các em cũng nâng được cái nhận thức của mình lên, hiểu biết về xã hội tốt hơn, đặc biệt là cái tinh thần gọi là khởi nghiệp, sáng tạo, nó có cái chuyện gọi là lớn lên trong suy nghĩ của mình. Đặc biệt là mới là ở các nước Đông Âu á, thì chúng ta cũng đang bắt đầu. Thì đây là những nơi chốn mới, nhưng mà những cái đơn vị, những công ty mà được tỉnh chọn lựa là những cái đơn vị công ty có uy tín, người ta cần lao động mình, nhưng mà người ta cũng đòi hỏi những cái điều kiện về cái kỷ luật lao động, cái kỹ năng. Nhưng mà về phía mình thì mình cũng cân nhắc, mình tổ chức công tác tuyển chọn đào tạo tốt để các em thích nghi không bỡ ngỡ, tăng cái chỉ tiêu từ 1.000 lên 1.500, thì công tác chuẩn bị là hết sức quan trọng, đặc biệt là cái khâu và tư vấn tuyển chọn đào tạo ở trong nước, ở các cái đơn vị mà mình là đối tác của tỉnh Đồng Tháp chính từ trước tới giờ đó, thì mình rất là tập trung. Mình phải đào tạo thế nào các em có sức khỏe, có kỷ luật, có kỹ năng, thì sang bên thị trường bên kia thì các em nó mới là thích ứng để mà đủ cái thời gian, và người ta cũng chọn mình, người ta tin cậy mình, thì vừa các em được việc mà các cái top sau này đến thì nó cũng có cái sự thuận lợi bởi vì có sự tin cậy. Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã chi hỗ trợ cho hơn 4.800 lao động, số tiền là trên 22 tỷ đồng, để cho người lao động làm chi phí học giáo dục định hướng, học nghề, học ngoại ngữ, khám sức khỏe, hỗ trợ làm thị thực. Ước tính nguồn thu nhập bình quân lao động của cả tỉnh gửi về cho gia đình mỗi năm gần 1.500 tỷ đồng. Đi lao động làm việc ở nước ngoài thì đã góp phần đó là cái tạo việc làm ở địa phương, rồi tăng được cái thu nhập cho người dân, rồi tạo được cái tăng được cái thu nhập của cái huyện nhà, góp phần vào cái tiêu chí cái xây dựng nông thôn mới về cái thu nhập. Nó cũng là tạo được cái chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp, giảm bớt cái lao động từ nông nghiệp sang cái lao động công nghiệp. Theo đồng chí Lê Minh Hoang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, khi còn lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã có nhiều thông điệp ý nghĩa dành cho các bạn trẻ, như tiền trong túi là tiền hữu hạn, tiền trong đầu mới là tiền vô hạn. Nghề nghiệp trong tay, kiến thức trong đầu và đạo đức trong tim. Đi làm thuê, về làm chủ. Tôi có thể khẳng định rằng chúng ta đã đi được một cái hướng rất là đúng. Dần dần các em hiểu được là mình sang đó không phải là chỉ đi tìm kiếm những cái thu nhập mang về, mà chính là cái cơ hội các em để học tập, để hấp thu những kiến thức, những cái tinh hoa của một đất nước tiên tiến đi trước chúng ta rất là xa. Chúng ta tạo ra một cái nguồn nhân lực có tri thức, hấp thu được những cái tinh hoa của một đất nước tiên tiến, để sau này chính các em về khởi nghiệp ở trên cái mảnh đất mình bằng những cái gì các em đã quan sát được ở bên đó. Cũng chính từ sự quyết tâm lãnh đạo từ tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đến các sở ngành, cùng sự chung tay của các địa phương, huyện, xã, phường, thị trấn, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong giai đoạn từ năm 2017 tới năm 2020 đã gặt hái được nhiều thành tựu rất quan trọng, mở ra triển vọng mới cho Đồng Tháp sen hồng, vươn xa trong giai đoạn tiếp theo.